Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình gặp phá cái đầu tiên nha. Solid Dash, let's go. Let's go, mình sẽ đưa chơi một chút, chờ bắt cân. Whistle. Let's go. Oh my god, rồi xuống hồ rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Solid Bomb 2. Let's go. Ok, let's go.
go, let's go. Mình sẽ chọn là solid. Let's go baby. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Let's go. Let's go. Chưa thôi. Wow wow. Yeah, ok. Yeah.
cái Let's Go vừa đủ 3 sao. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ tư, Sonic Racing. Ok, let's go. Chia ca. Ba phép ba. Còn lại thì mình sẽ cố gắng ở về đích. Let's go. Ok, let's go, có một giờ. May mà mình không bị ăn đạn phát nữa. Nếu không bị phát nữa là coi như là mình sẽ về top 2 và top 3 ngay. Let's go, tiếp tục đua tiếp nào. Let's go. Rồi,
Rồi và bây giờ thì mình sẽ đến tựa game tiếp theo, Solid Run. Let's go. Cái này như là phải cầm trên tay. Ok. Rồi nhảy thôi. Let's go, cứ nhảy thẳng thôi. Oh my gosh. Oh my god. Wow, chết luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Solid 4. Let's go. Mình sẽ xem anh chàng này xem như thế nào. Cái điều anh chàng này thì là level 2 thôi, nhưng mà nhìn anh ta rất là đẹp mắt. Ok, đã đủ đối thủ rồi. Wow, rất là hay luôn, làm cho mình gọi là không kịp trở tay. Okay, let's go. Mình về tốc 1 rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Solid 1. Let's go. Yeah.
Oh my gosh. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Solid CD. Sega. Sega. Oh my gosh. Wow. Nó bay đi đâu đây? Ok, let's go và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.